Dạ hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi nóng nữa rồi cả nhà. Đó, sáng nay thì chúng ta thấy rằng từ rộn ràng thông tin từ hôm qua tới nay rằng là Tuệ Đức ha, khứa sư mà coi như là ngồi tu mà tu trong nhà, tu 12 13 hạnh đầu đà rồi theo sư Minh Tệ rồi đó. Để lấy hình ảnh đó cả nhà thì á mới đây á ông này ông lên đính chính. À, đính chính như thế nào cả nhà? Đính chính rằng á là sau khi ngồi ở đó thì nhiều người phản bác, người nhiều phản ánh quá. Thì bắt đầu là sao cả nhà, mấy chú áo xanh từ Đồng Nai mấy chú áo xanh từ Đồng Nai đi vô đó, đầu là hỏi thăm sức khỏe, rồi xong bắt đầu là coi như là yêu cầu là rời khỏi đó đó. Bởi vì tại sao cả nhà, tức là cái chuyện mà anh tu tập anh làm gì không ai cấm anh, nhưng ông này mục đích của ông là gì cả nhà? Đang gọi là cái kiểu mà gì, vì ông có cả một ekip nha. Sáng nay mình coi một cái clip ông ngồi đến chính là ông ngồi cả 4-5 người nha cả nhà, có cả một ekip rằng là coi như là chỉ dạy về cái cách mà coi như là nhịn ăn 7T 7 gì của ông đó đó. Thì cả nhà nghĩ đi đó, mục đích là như vậy. Thì chính vì cái điều đó đó mà nhiều người ta lên án và người ta phản ánh rằng là đang lợi dụng hình ảnh của sư Minh Tuệ, đang lợi dụng gia đình của sư Minh Tuệ để coi như là để tạo cái hào quang, để tạo cái vỏ bọc cho mình, để tạo coi như là cho mình đó là cái gì cả nhà, tạo cho mình một cái vỏ bọc bên ngoài là đang tu tập theo hành đầu đà, rồi lấy hình ảnh đó để coi như là bia lại cho một cái khóa tô, có cái gì khóa ăn uống, coi như là chữa lành rừng gọi gì của ổng đó, không biết đâu, mình cũng không gành mấy cái này. Nhưng mà ở đây á, cái điều đó tại sao á, ngày đầu tiên lên đến 9 đến 10 á, như bà kêu cha sư Minh Tệ lên lúc 9 10 giờ đêm á, đến 9 á, thì nói rằng cha ơi, người ta đang nói con như vậy đó, tại sao người này không được vô, người kia không được vô, và tại sao con được vô? Con là được địa phương ở đây cho con ở đây đúng không cha? Ủa, được địa phương giữ chưa? Hả? Phong bạc giữ chưa? Địa phương nào? Tôi nói ông địa phương nào? Cái chuyện ông đến đó, ông đến nhà sư Minh Tuệ rồi ông mặc áo Bilama, ông mặc áo coi như là rất là áo đời, để gì? Ông né tránh thôi, tôi đã biết luôn, ông né tránh cái sự việc mà coi như là để hỏi bởi vì tại sao? Đó, địa phương người ta ví dụ như một người lạ đến đó cũng phải là xuất trình giấy tờ, phải đăng ký tạm trú để coi như là ông ở nào, ở đâu, như thế nào, làm sao, đúng không? Nhưng mà tại sao nè, nếu mà người ông á đàng hoàng ha, rồi như vậy thì tại sao, tôi hỏi nè vậy thì tại sao ông người tu mà tại là ông sân si đó, người ta nói không đúng về ông. Ông leo lên mạng, ông đến 9 đến 10 nhờ cha sư Minh Tệ ra lúc 9 10 giờ đêm, trong khi đó bác già rồi, bác cần nghỉ ngơi. Ông nói là ông đến đó ông chữa bệnh cho coi như là cha sư Minh Tệ. Chữa dữ chưa? Hỏi thiệt luôn, chữa dữ chưa? Trời đất ơi, bây giờ tôi nói ông á, cái chuyện ông mà chữa lành, chữa giỏi, chữa hay, ông chỉ cần á đi đâu xa chứ. Ông đến bộ y tế đó, thấy không? Cái nơi mà đăng ký cái việc mà chữa khám của ông đó, rồi ông đưa ra cái phương pháp mà ông đã nghiên cứu như thế nào đó, chữa lành bằng cách nhịn ăn 7T gì đó. Đó, để coi bộ y tế người ta có cấp phép cho ông hay không, rồi bắt đầu xong báo chí người ta sẽ đăng, rồi những người mà đã được chữa lành như thế bằng cách của ông đó có hiệu quả, rồi đem lại cái lợi ích cho xã hội, lợi ích cho con người, thì đương nhiên á là xã hội này tôn vinh, là xã hội này người ta sẽ coi như là hả tự biết đến ông. Còn đằng này ông đi vô nhà sư Minh Tệ, ông chữa lành chữa gì trong đó, trong khi đó sư Minh Tệ thì đi ra trong ngoài nghĩa trang nghĩa địa tu hành khổ hạnh. Còn ông thì ông vô trong đó, ông lấy hình ảnh của ông đó, rồi cả ekip của ông vô trong đó ngồi diễn, khứa tóc dài cũng nằm trong ekip của ông luôn, khứa mà coi như là kêu diễn đi đó, ông thấy chưa? Rồi ông nói là địa phương nè hỗ trợ cha đã cho ông ở lại đó này kia nọ, rồi tại sao bây giờ ông đi? Rồi ông đi ông xuất hiện trong rẫy cà phê, ông không dám nói lớn. Phật tử nói thì ông nói nó nhỏ thôi, mình tu hành mà có cái gì đâu mà phải coi như khuất mắt, phải coi như là phải sợ cái này sợ cái kia, đúng không? Chỉ có những người mà coi như là làm những cái chuyện mà coi như là làm những cái chuyện nó không được minh bạch thì mới sợ, đúng không? Mới sợ. Cho nên á, bởi vì tôi nói là cộng đồng bây giờ rất là hay, không thể nào qua mặt cộng đồng được. Tôi nói thật, các anh các chị làm gì làm chứ cộng đồng các anh các chị dẫn dắt không nổi đâu, làm sao mà dẫn dắt được? Trong khi đó người ta nhìn ra, người ta nhìn cái là người ta tìm thông tin, tra cứu thông tin về ông là nó ra đầy hết đó. DBA cho một cái khóa coi như là cái gì giống như là nhịn ăn rồi này kia cái nọ, rồi bây giờ sáng này á lên đính chính,
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, linh đính chính mà nói sao cả nhà. Rằng là mấy anh cán bộ ở Đồng Nai vào 5 người rồi, xong cái đầu là mấy anh ở địa phương nữa đã ra, đã coi như là thông báo rồi mình để cho mình về lại địa phương mình tu tập. Đúng rồi đó, cán bộ ta làm gì là đúng rồi, không có sai chút nào hết chứ. Ông tu thì ông về chùa, ông về nhà ông tu đi, ông mắc gì mà ông đi tu nhà sư Minh Tệ mà ông nói tới cái khóa chữa lành chữa độ. Ông đang lợi dụng hình ảnh, bởi vì mấy người ta quản lý địa phương ta đang ta hay lắm, ta nhìn cái màu là ta biết mấy ông muốn làm gì rồi. Tôi nói thiệt, riêng cái gì riêng công an Việt Nam tôi đố mấy ông mà qua mắt được, tôi chấp mấy ông luôn á, đừng có qua mặt. Riêng ai an ninh Việt Nam thì số 1 thế giới rồi, khỏi bàn cãi, cái đó là điều chắc chắn luôn. Ta nhìn vô là ta biết mấy ông là muốn múa cái kiểu gì đó. Nhưng mà tôi nói cho mấy ông nghe nè, làm gì là phải quang minh chính đại, làm gì nó phải có khoa học, nó không có rủi ro, nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe con người, nó không ảnh hưởng tới người khác là ok, thấy không? Ai cũng ủng hộ hết trơn á. Còn đằng này á, mấy ông làm cái chuyện mà tôi nói thiệt, mấy ông làm chuyện mờ ám quá. Trong khi đó báo chí người ta đăng tải về cái chuyện mà hả, nhịn ăn nhịn đồ nó rất là nguy hiểm tới sức khỏe con người đó. Mình phải có một cái căn bản khoa học nghiên cứu rõ ràng và đưa ra cái đầu là những cái nhận định và đưa ra những cái đó được khoa học kiểm chứng, Bộ Y tế kiểm chứng, thì mình rõ ràng, mình minh bạch thôi, mình nghiên cứu mà, đúng không? Còn đằng này á, bây giờ ông nói rằng ông Đinh Đức Chính, ông nói bây giờ ông chưa về Đồng Nai được là vì lý do ông ở đây ông còn kèm thêm một cái khóa để coi như là khám chữa bệnh gì đó. Tôi nói thiệt mấy ông lên đến chính chẳng qua là giống như là chẳng lẽ bây giờ mấy ông lên mấy ông nói là hả, trời ơi, em bị mấy anh hả, quản lý địa phương coi như là không cho ở đó. Nó nói vậy là khác nào coi như là một cú vả vào mặt mình, đúng không? Một cú vả vào mặt mình, thấy không? Tự mình hất nước vô mặt mình luôn, đúng không? Cái này ông phải nói là ông còn cái khóa mà như tôi nói không nè. Nếu mà những người đó mà không đến, mà không kêu ông rời khỏi nhà sư Minh Tệ rồi tụi ông có rời không? Hỏi thiệt luôn á, mấy ông có chấp nhận mấy ông rời không, hay là mấy ông vẫn quyết định ở lì tại đó, ăn dầm nằm về ở đó? Mà tại sao bao nhiêu chỗ mấy ông không đến, mà mấy ông đi đến nhà sư Minh Tệ làm chi? Cái nơi mà người ta nghỉ ngơi, cần cái chuyện nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi, người già ở đó mà mấy ông lợi đó, mấy ông làm phiền, mấy ông đến đó mấy ông vẽ hu vẽ vượng, mấy ông diệt tùm lum trong nhà người ta hết đó. Rồi mấy ông có một cái hình ảnh là ông ngồi ngay cái góc chỗ cái bàn thờ gia tiên nhà người ta nữa, ông ngồi đó đây làm gì hả? Lợi ích gì chỗ đó? Ông nói ông tu 13 hành đầu đà thì hành độc cư thì ra ngoài nghĩa trang nghĩa địa tu đi, đúng không? Mắc cái gì mà ông phải là đi theo hình ảnh hào quang của sư Minh Tệ để làm gì, đúng không? Bởi vậy á, tôi nói thì cái nhà những người mà đang lợi dụng, mà lạm dụng, hay hoặc là hả, dùng những hình ảnh của sư Minh Tệ để PR, để cho mà coi như là những cái hình ảnh mà coi như là cái việc làm sai trái của mình á, thì đều bị cộng đồng hoặc là thế nào cũng bị chính quyền địa phương ta phát hiện à. Mấy ông có chạy được á chứ, ở đâu á chứ. Mấy ông nên nhớ như thế này nè. Công an, an ninh hay hoặc bất kỳ những người nào họ đang làm việc, thứ nhất là họ mấy năm đại học công an rồi, họ được đào tạo, họ được huấn luyện bài bản qua nhìn, thấy không, khoa học về coi như là về tội phạm này, cái tội phạm học rồi hình sự học rất là nhiều, người ta còn học hàng ngày, còn thi hàng ngày để lên thăng chức tiến chức, người ta phải học hàng ngày cái kìa. Nên mấy ông đừng có nghĩ rằng là trời ơi, mấy ông đừng lấy giấy thưa mà che mắt thánh, qua mặt ai tính qua mặt công an hả, quên đi mấy chú, thấy không? Đó là những gì mà tôi muốn gửi đến cho ông biết nha. Ông đừng, ông thôi, ông cứ đi làm cái việc của ông đi, đừng có đi cái theo cái hào nhoáng hào quang của sư Minh Tệ, thấy không? Tốt nhất nghe lời mấy ông cán bộ đó, đi về địa phương mình tu tập đi, đừng có đi đến đó nữa. Rồi cái đó là cái thông tin về ông Minh, ông Tệ Đức, đúng không? Còn bây giờ á, thêm một cái thông tin nữa, tôi nghe đâu một cái kênh YouTube á đang coi như là đi gom lại những cái ông mà sư mà tu hú rồi, tu theo hào quang của sư Minh Tệ, rồi đi theo sư Minh Tệ rồi đó, bây giờ đang đi về từng các địa phương đó. Rồi mấy ông YouTube là đi gom lại, gom để làm cái gì? Tôi hỏi mấy ông, mục đích mấy ông là gom làm cái gì, và ai là bỏ tiền ra cho mấy ông đi gom lại? Tôi nói mấy ông nghe nè, mấy ông làm YouTube kiếm tiền thôi, thấy không? Đưa thông tin, thứ nhất là mấy ông phải có kiểm chứng, thứ hai là đưa cho nó đúng sự thật.
mấy ông mà đưa không đúng sự thật đó, tôi nói là bây giờ đang rất là gắt gao về vấn đề là coi như là sở 4T vô làm rất là gắt về vấn đề câu chuyện Sương Minh Tệ. Mấy ông đưa giờ 1, 2, 3 kênh gì đó, bây giờ là coi như là đã bị xử lý rất là căng đét luôn. Nên mấy ông đừng có nghĩ rằng là mấy ông là giật tiếp hay là đi kêu gọi người này người kia để hỗ trợ, coi như là hả mạnh thường quân bỏ tiền ra để cho mấy ông đi gom, mấy ông đi tu ké đó lại. Tốt nhất đừng làm gì cả nha. Những cái thành phần đó mấy ông đâu có biết họ là ai, họ đang làm rối loạn xã hội, mấy ông biết được cái chuyện đó không hả? Mấy ông đi coi như là hả lôi kéo những người đó đến để đi lại nhà Sư Minh Tệ để làm gì? Tại Sư Minh Tệ 6 năm nay đi một mình vẫn thế, vẫn tu tập bình thường, tự nhiên cái nào đi kéo đại tử, kéo người dân, kéo gì tùm lum lại đó làm gì? Làm gây mất an ninh trật tự địa phương người ta, đúng không? Còn nè, tôi nói với lại với cô chú anh chị nè, dù cho có thông tin Sư Minh Tệ có xuất hiện hay không thì tốt nhất với anh chị quý mến Sư Minh Tệ hãy cầu an rồi học tập theo lời Sư Minh Tệ nói rằng là 13 hành đầu đà đó, tu tập vậy là ok rồi, không cần thiết mà mấy anh chị phải đi đến chỗ nhà Sư Minh Tệ để đánh lễ hay là cái gì á. Đừng có đi vào vườn cà phê, vào dãy cà phê người ta để treo một cái bảng vậy nè, cấm ị, ai ị là coi như là bắt được phạt 2 triệu. Mấy anh mấy chị đi đến đó là coi như là địa phương người ta rối loạn xáo trộn hết trơn, gia đình của Sư Minh Tệ cũng không được yên để mà coi như là nghỉ ngơi nữa. Rồi chỗ Sư Minh Tệ cũng vậy, ngài thì bằng xương bằng da bằng thịt, ngài cũng phải là đi, trong khi đó ăn một ngày chỉ một buổi thôi, nó thọ thực chỉ một buổi sáng thôi, là nhịn rồi uống nước tới qua ngày hôm sau. Bao nhiêu năm á, bao nhiêu năm mới tập luyện được như vậy, thấy không? Đó, rồi bây giờ sức khỏe thì nó cũng có cái giới hạn, mà mình đến đó mà mình làm phiền liên tục như vậy á thì sức đâu mà ngài tu, sức đâu mà Sư Minh Tệ tu, thấy không? Rồi những cái ông mà tu theo cái hào quang của Sư Minh Tệ cũng vậy nữa, đi đến đó ông Sư Minh Tệ cứ kêu bắt là sư phụ của con, sư phụ của con, sư phụ đâu đấy, có làm lễ nhận sư phụ, nhận đệ tử chưa, chưa nhớ. Rồi Sư Minh Tệ có công bố là đây là đệ tử của con chưa, tức là mấy ông chỉ là chẳng qua mấy ông nói thôi, mấy ông muốn cái điều đó, mấy ông nói ra cái điều đó thôi, chứ còn ngoài ra tôi nói với mấy ông á, hoàn toàn mấy ông á tự đi tu đi đó, nhà ai nấy tu, tu ở nhà cũng được, mà vô am vô cốc vô chùa cũng được, tu ở đâu cũng là tốt hết, thấy không? Ở đâu cũng tốt hết, ở đâu cũng gieo duyên, ở đâu cũng có phước hết, tự mình tạo ra phước đức, tự mình tu tập đi, đừng có kéo. Trời ơi, không có kéo lại rồi ngồi đó tu tập. Mấy ông phải coi như là mấy ông phải ít nhiều thì mấy ông phải là đọc qua, có người kèm mấy ông, có người chỉ dạy mấy ông, rồi mấy ông đọc sách vở này kia là tự tu từ từ. Còn đằng này trời ơi, 1-2 người thì đi vô đó mới có mấy ngày, nhịn ăn không được, đang ăn ngày 3 buổi tự nhiên hô 1-2-3 nhịn cái, rồi đâu chuyển qua đau bao tử, rồi chuyển ra coi như là ngã bệnh lung tung sà ngầu hết, rồi cái vị nhỉ đi, đúng không? À, rất là nhiều người coi như là làm những cái việc mà coi như rất là phản cảm như thế, chen lấn xô đẩy nhau đó. Còn về cái thông tin nha, cái thông tin mà vấn đề mà Sư Minh Tệ sẽ xuất hiện trở lại thì chúng ta sẽ đợi. Thứ nhất là đợi gì? Đợi coi gia đình của Sư Minh Tệ sẽ chính thức lên tiếng, lên tiếng là khi nào sẽ xuất hiện lại và khi nào mà ngài sẽ bộ hành trở lại rồi như thế nào đó thì gia đình người ta sẽ thông báo. Còn đối với thời điểm này là những thông báo hay hoặc là những cái kênh họ đưa thông tin là Sư Minh Tệ xuất hiện này kia nọ đó là những cái thông tin hoàn toàn là không có, bấm vô thì không có cái gì hết cả nhà. Những cái thông tin mà coi như là không có kiểm chứng. Và tôi nghe đâu đó sắp tới thì Sư Minh Tệ hay hoặc là gia đình gì đó sẽ có lên tiếng. Chứ còn bây giờ là cũng vô cái mùa nhập hạ rồi. Tôi nghĩ là Sư Minh Tệ cũng đang nhập hạ 3 tháng cũng chừng, để coi như là tu tập tinh tấn thiền định trong 3 tháng này. Bởi vì mùa mưa xuống rồi, côn trùng rồi cây trái, cây lá, hoa cỏ rồi đó, đâm hoa nảy lọc rồi côn trùng cũng sinh sôi, cũng hạn chế đi lại rất là nhiều, vì coi như là sinh sôi rồi lỡ dẫm đạp lên đó thì chúng ta sẽ tạo một cái coi như là một cái nghiệp. Cho nên là Sư Minh Tệ chắc tôi nghĩ là cũng hạn chế rất là nhiều cái việc rồi trong cái mùa mưa này, có thể là nhập hạ sớm đó. Đó là những gì mà thông tin mà tôi gửi đến tất cả của chú anh chị ngày hôm nay. Một lần nữa cũng xin cảm ơn tất cả của chú anh chị, nhớ chia sẻ, nhớ bấm like, bấm share. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả của chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha.
đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhào, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, à, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sô bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sô bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.